Hồ Bích Trâm bức xúc vì có người vào phá đám cưới tại quê ở Quảng Ngãi. Hồ Bích Trâm đã chia sẻ dòng trạng thái đầy bức xúc vì có người đến đám cưới làm loạn lên, quay clip với những người nổi tiếng đi câu view. Đám cưới của Hồ Bích Trâm đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ, ai cũng háo hức chờ đợi xem chú rể của nữ diễn viên là ai. Quan trọng hơn hết là hé lộ không gian ngày vui của cô nàng tuy nhiên hình ảnh chính thức còn chưa được hé lộ thì hồ bích trâm đã khá bức xúc vì có khách không mời mà đến náo loạn đám cưới mới đây trên trang cá nhân hồ bích trâm đã bất ngờ chia sẻ một bài viết với tâm trạng không hài lòng tức giận vì có một nhân vật không mời mà đến đám cưới của nữ diễn viên làm loạn cụ thể hồ bích trâm viết ai ở đức phổ biết anh này ở phổ nào cho em hay anh ta không phải là khách vì em hạn chế mà anh ta cứ phá đám em Em tìm được số điện thoại mà không biết nhà của anh ta. Cho em xin với ạ, à. em làm gì mà lại phá em cơ chứ, ác độc. Người ta đã bịt khẩu trang và không cho quay mà cố tình quay clip để câu view. Nữ diễn viên cũng khá bức xúc khi bị vị khách này không mời mà đến đám cưới và quay clip dù trước đó Hồ Bích Trâm đã hạn chế khách mời ghi hình hình ảnh của mình. Có thể người này là một youtuber và đến đám cưới để giao lưu cùng nghệ sĩ để câu tương tác. Sau khi người hâm mộ tìm kiếm thì đã phát hiện ra đoạn clip mà nam YouTuber này tung lên mạng. Người này có hành động làm phiền nhiều nghệ sĩ khi yêu cầu mở khẩu trang ra chụp hình cùng anh ta trong các bàn tiệc của Hồ Bích Trâm và trong khi đó có diễn viên của đất phương Nam Hùng Thuận, Ngọc Tưởng, ca sĩ Lâm Nhật. Nam YouTuber thản nhiên ngồi cùng bàn với các nghệ sĩ dù chẳng ai biết anh ta là ai, càng không phải là khách mời của buổi tiệc. Nhiều người vô cùng phẫn nộ vì hành động này, vì câu view mà nhân vật này đã bất chấp đến đám cưới của nghệ sĩ và vô tư quay phim chụp ảnh dù chẳng được mời. Chẳng những thế, đây là lúc dịch bệnh hạn chế đông người, tất cả phải đảm bảo quy chuẩn 5K. Hiện tại thì phía gia đình của Hồ Bích Trâm đang nhờ khán giả tại quê nhà tìm ra nhân vật này để làm mọi chuyện ra lẽ, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên cũng như phiền lòng nhiều bạn bè nghệ sĩ.